Na Uy sẽ duy trì việc cung cấp khí đốt ở mức hiện tại trong 4 đến 5 năm tới. Đây là cam kết được Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đưa ra trong buổi tiếp Chủ tịch Ủy ban châu EC Ursula von der Leyen và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg khi đến thăm một giàn khoan ở mỏ Troll ngoài khơi bờ biển nước này ngày 17 tháng 3. Na Uy hiện đang là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Liên minh châu Âu kể từ sau khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine. Để bù đắp ít nhất một phần nguồn cung sau khi Nga giảm xuất khẩu khí đốt cho các nước EU, Na Uy đã tăng sản lượng khí đốt vào năm ngoái và hiện đáp ứng từ 30 đến 40% nhu cầu của EU. Tại cuộc gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Støre cùng Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cùng trao đổi về việc bảo vệ cơ sở tầng và nguồn cung khí đốt cho châu Âu. Ông Stoltenberg nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo cơ sở hạ tầng khai thác và cung cấp khí đốt, chẳng hạn như mỏ Troll, mà theo ông là cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế, cuộc sống hàng ngày và cả an ninh của các nước EU. Nằm cách Bergen, thành phố lớn thứ hai của Na Uy, khoảng 65 km về phía tây, Troll là mỏ khí đốt lớn nhất và cũng là một trong những mỏ dầu lớn nhất của Na Uy. Riêng mỏ này đã cung cấp 10% lượng khí đốt tiêu thụ của các nước EU. NATO và EU đã thành lập một lực lượng chung để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng này, đặc biệt kể từ sau sự cố rò rỉ gây thiệt hại lớn trên hai hệ thống đường ống ngoài khơi dòng chảy phương Bắc 1 và dòng chảy phương Bắc 2 vào cuối tháng 9 năm ngoái.